hai chiếc kèm lại rồi một chiếc trước nhé. Sâm anh này em ạ. Giờ dắt vô trong trong bờ cho kéo lên cho từ ở Ninh Thuận mà dắt vô Phú Yên chắc chết luôn á. Gió xuống rồi mà bị gió chị không thấy sao rồi tung vô trong núi em. Thấy mù mịt hết luôn. Chia sẻ đi mọi người ơi. Ghi chìm lại còn y như là nhẹ tí vậy nha. Khổ đủ chuyện hết. Chờ vô. Ê. Ê. Anh. Chờ ông tên hô à.
tỷ Kim Hoa. Là ai vậy? Đang chạy lên hết rồi mẹ cho ghi của ông chú Út á. Chú Út ở Út mẹ ở trên xe manh á, ông chạy lên dòng gió gì mùi gì tung vô núi á. Đầu cây lại cứu rồi dắt cho ông xuống lại nên chữ nè. Đầu kéo lên cho ông làm lại giờ dắt giờ trên mình thì dắt không mà được. Xe mình lạy bạn luôn à, ngã rỉ đời tôi. Khổ chứ ai nói sung sướng gì đâu chị. Đó giờ thấy cảnh khổ khổ liền à. Tám chín lý nữa xuống tao chỗ. Đang 19 tấu ở cái này Phan Thiết. Nghe em nó ở Phan Thiết nè. Giờ mong chị lên chắc ta kè né vậy. Lên kè né. Của thằng học lớp mấy tí à? Đại học mày là hỏi ghi em Cương hả? Cương Úc á, ở đây sân banh hả? Lượng rau hiếu à? Lượng nhà nhà này còn chưa lượng lớn. Gió sàn quá. Xe kia là mờ lắm.
chị lên dắt không nổi luôn bạn à, gió vừa xuống đi mà chị lên, chị về lên khỏi đây dắt chưa là thấu cỡ với trển này mà chị lên, chị xuống nên chữ đi còn vô làm phỉ thôi, vô kéo lên làm vô. Mấy móc gì nữa hư hết luôn chứ. Đợt đi ổng làm cũng có hết tàu. Đợt làm có đồ bị dây ổng đỡ gỡ. Còn cái tổn rồi ổng nói giờ làm không có đâu. Lỡ tổn rồi mà giờ bị dây nữa. Hồi sáng mà không có kịp thì chắc ghi nó xuống như lý đại dương rồi. Chờ giờ chắc cũng không có cứu được rồi. Nhờ có mấy ghi nó lại nó trợ giúp rồi nó cột dây cột đồ lại xong rồi cho nó dìu đi nè. Dìu đi cho nó đỡ ấy chứ không nó chìm xuống dưới đấy rồi. Mấy đó nó nặng mà. Hồi tiếng này đều bạn thấy dây quay dù có người ta chia sẻ dù nhà hiệu tâm đồ hỗ trợ đồ cho ổng tàu ổng như đóng góp đồ cho giờ ở không làm gì. Mình giúp người hầu giờ mình đâu có cần Facebook phải nấu này nọ đâu. Ghi của ông chú ở trên sân manh đó em à. Của ông Úc Cường ở trên sân manh kia hả? Biết không? Ninh Thuận nha. Phụ yên mà làm ở Ninh Thuận. Bị gặp giông gió gì đấy rồi chị mất phương hướng rồi tung vô đế mù mịt hết rồi. Cường mẹ anh Đức biết không? Cường Úc mẹ. Bị lắc nha nghe, mấy bạn thông cảm nha, chứ không phải tay mình lắc đâu, mồi bị biển về nó lượn về lượn lại nó lượn về lượn lại chứ đó nghiêng về như vậy thấy chưa. Ghi anh Thành chắc thank you.
dắt lại, dắt vô Ninh Chữ xong rồi kéo lên làm lại cho dắt vô Phù Lạc. Còn cái xương không ạ? À? Còn cái mí không ạ? À? Ở dưới đây là còn im bớt cho chạy lên trên để dắt vô là chạy không nổ luôn rồi, ở đó dắt. Xe bị giải còn cư được là xe ta. Ngờ nghiệp người ta biết bao nhiêu tiền bị giải không thấy buồn là xe còn cư nữa chứ. Cảm ơn anh Lộc. Giờ không anh nấu dắt xuống lại, xuôi xuống lại, đang trên đường chị giờ mày gặp gió xong bắt đầu cái mùa mình không thấy cái bị tung vô trong núi vậy á, rồi bây giờ người ta anh em lại cứu, rồi xong bây giờ là dắt xuôi xuống lại ở Ninh Chữ á, rồi bắt đầu kéo ghi lên rồi làm lại cho vừa gió ở đi mày làm sao mà dắt giờ phu dân được, không cách nào dắt giờ được hết á. Lộng trong bờ đất đi mà gió nó xuống đi mà trời, điện thoại mày quay thấy gió thì thôi chưa, anh giăng anh lột xuống nước rồi cho có đeo mày, anh đứng anh quay vậy nào nhiêu mày đó, thấy môi mày nó trắng ngay hết là cũng đủ biết gió mà mày ra bắt nữa chứ đeo phải gió nôm đâu. Gió mà đứng quay mà lạnh tiêu hết đi mà ở đó không gió. Giờ ráng giúp nè em, cho giờ
người ta bị gặp nạn mà mình không giúp mình làm nô thì đâu còn mà gọi là lương tâm nữa, đó không phải cứu vô. Dạ sĩ em. Sao mày không lo xúc két làm nhà yếu, mày rảnh vậy? Đứng mà quay mà nó lắc luôn. Ở nhà có mưa không tí? Ở nhà có mưa không Hiếu? Chia sẻ mạnh lên mọi người ơi. Tiếc gì một like đúng không? Giờ cuộc sống mà không đi làm thì tiền đâu mà có sống. Mà giờ đi làm thì gặp chuyện xui vậy thì giờ sao tạo người ta giờ. Tiếc gì một like đúng không? Mình chia sẻ có nhiều người đơn giản không, nếu mà mình không có trợ giúp người ta cũng được, nhưng mà mình chỉ cần ống một cái chia sẻ là những cái nhà mà nào hiểu tâm, nào mấy nhà nào có tiền á, nào có điều kiện thì nào chia sẻ với người ta, nào cho tiền rồi vậy. Không có đâu em ơi, ở mình đi mà làm có xét vừa đi. Lấy mày à chó. Anh Minh Hiền chị lên tao đeo đâu. Này là mấy rồi mấy móc điện thoại rồi nói chung ở trong cái chiếc thuyền đó là coi như là ướt hết luôn á. Hư hết toàn bộ. Phải sửa lại mà sửa lại là tốn ớn.
mấy đứa em chó nó không biết là bằng nói Trung Quốc đó. Thờ đều. Mấy thứ đó là đeo biết về biển về gì đâu mà nó ở trên núi mà nó biết gì đâu mà Trung Quốc thì dám vô đi thì xét bờ xét xét núi đi mà xem thứ gì còn người đầu thừa Trung Quốc Trung Quốc. Ghi anh bên yêu chị lên luôn còn anh lên chưa? Thì bảo vậy cứ có chuyện gì còn cứ động thường người ta không ạ? Coi đi coi lại bụng mình còn hơn bụng người ta, làm mình sao nghĩ người khác vậy? Cái gì đáng thì nó làm nó ấy chứ còn ai đâu mà rảnh quá đi đâm ghi đâm bộ này nọ. Đây là trời hại nè, mây mưa gió mù mịt không thấy. Em còn cơ được mà như thế nè.